6 mẹo để giảm thiểu tác hại khi đi giày cao gót Giày cao gót là món đồ không thể thiếu với chị em phụ nữ. Bên cạnh vẽ thời trang, giúp ăn gian chiều cao thì nó cũng có không ít ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe. Việc tránh xa giày cao gót là không thể với rất nhiều chị em phụ nữ. Cùng mẹo vặt cuộc sống xem ngay 6 mẹo sau để giảm thiểu tác hại của giày cao gót tới sức khỏe. Số 1. Lựa chọn đúng cỡ giày Chọn những đôi giày cao gót vừa vặn không chỉ giúp bạn đi lại dễ dàng hơn, mà còn ít cỏ sát xung quanh bàn chân, giảm nguy cơ tạo thành những vết chai ở gót chân. Giày vừa vặn cũng giúp các ngón chân được thoải mái và giúp giữ thăng bằng tốt hơn, đảm bảo đường cong sinh lý tốt hơn. Số 2, giảm độ dốc của giày hoặc hạn chế giày gót nhọn. Dù là gót nhọn hay gót bằng, giày có độ cao trên 7 cm đều gây áp lực lên xương bánh chè cao hơn 30% so với giày đế thấp, vị trí khớp thứ hai bị ảnh hưởng rất nhiều là khớp cổ chân và gót chân. Vì vậy cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe là chỉ chọn giày có độ cao 7cm trở xuống nếu đi thường xuyên. Đặc biệt, những đôi giày gót càng nhọn thì càng dốc và khó giữ thăng bằng hơn. Chị em nên ưu tiên những đôi giày cao đế bằng, có gót lớn để có điểm tựa chắc chắn và bớt gây hại cho xương khớp. Số 3. Ưu tiên giày hở mũi hoặc giày có quai, chất liệu mềm. Lý do là vì chúng giảm đau chân, thoáng khí, ít gây áp lực lên ngón chân hơn, giảm ma sát. Bên cạnh đó, những đôi giày có quai cũng chắc chắn hơn dễ di chuyển và giúp bạn giữ thăng bằng tốt hơn mà không cần dùng nhiều sức nên sẽ bớt đau nhức chân. Số 4. Sử dụng các dụng cụ hỗ trợ. Nếu bắt buộc phải đi giày cao gót thường xuyên, bạn có thể nhờ đến các dụng cụ hỗ trợ để giảm thiểu cảm giác đau nhức và tác hại tới xương khớp. Đơn giản như dùng nệm lót chuyên dụng, nhất là ở phần gót chân hay các ngón chân. Bạn cũng có thể dùng gầu hay băng dính để thay thế trong nhiều trường hợp. Điểm quan trọng cần chú ý khi đi giày cao gót là dây thần kinh nằm ở giữa ngón giữa và ngón áp út của bàn chân. Nếu nếu muốn giảm thiểu tác hại của giày cao gót bạn có thể cố định hoặc dùng dụng cụ bảo vệ dành riêng cho ngón chân giữa với ngón áp út. Số 5, để đôi chân nghỉ ngơi và mát xa chân. Tuy không thể ngừng hẳn việc đi giày cao gót nhưng bạn có thể hạn chế chúng bằng cách xen kẽ với các loại giày đế thấp. Còn khi phải đi giày cao gót cả ngày, hãy đảm bảo chân được thoát khỏi giày cao gót 2 giờ một lần trong ít nhất 10 giây bạn cũng nên xoa bóp chân để máu lưu thông tốt hơn, cơ và xương được thư giãn. Hoặc tập một số bài tập tốt cho chân, khớp gối và cuộc sống. Ví dụ như ngồi trên ghế và lăn chân với bóng nhỏ, tập squat mà không nhấc mũi hay gót chân khỏi mặt đất, bài tập kiển chân gián đoạn khi tay chống vào tường. Số 6. Ngâm chân với nước ấm. Còn có thêm một cách để thư giãn đôi chân, giảm tác hại tới cơ xương khớp sau một ngày dài đi giày cao gót đó là ngâm chân chị em nên thực hiện ngâm chân hàng ngày hoặc ít nhất 3 lần mỗi tuần về thời điểm trước khi đi ngủ. Nên dùng nước ấm trong khoảng 30-45 độ C và có thể thêm muối, gừng hoặc một số tinh dầu để tăng hiệu quả. Trên đây là các mẹo nhỏ giúp giảm tác hại khi đi giày cao gót. Hãy áp dụng cho mình nhé. Chúc bạn vui.